Và chiến thắng thuộc về anh Đặng Thanh Điền, Điền Trò Điền đã được thành công. Rồi nhà du lịch của chúng ta. Còn đây kẻ chiến bại ăn hại vô cùng. Má đỏ quá. Ăn hại, anh ăn hại có phát biểu không anh ăn hại? Anh chiến thắng anh có phát biểu đôi lời gì? Chỉ là may mắn thôi. Không dám anh ông nhận. Ông nhận gì? Không nhận chiến thắng. Ông nhận thắng đất gì? Không coi như là mỏng quá. Anh có đôi lời cảm nghĩ về thất bại của mình không? Anh thất bại. Ăn hại. Mỏng quá. Với thất bại à.